Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, mật danh Ba Quốc 1922-2022. Tự truyện Người Thầy, tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 10. Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968. Hồi đó khi nghe ông kể về thời gian hoạt động ở Sài Gòn, tôi có hỏi thêm ông. Có một số sự kiện rất nổi bật trong kháng chiến chống Mỹ, đấy là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, trận đánh thành cổ Quảng Trị hay sự kiện B-52 đánh phá Hà Nội. Thì chú đã báo cáo ra ngoài Hà Nội được những gì và tác dụng của những tin tức ấy như thế nào? Câu trả lời của ông Ba về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân có những điểm riêng biệt so với những đánh giá chính thức của ta sau này. Ông cho rằng về mặt chính trị ta đã thắng lớn ở 3 phương diện. Thứ nhất, làm rung chuyển chính giới Mỹ, buộc Mỹ phải xem xét lại việc can thiệp trực tiếp quân sự vào Việt Nam. Ngay sau thời điểm Mậu Thân, trên cơ sở các kế hoạch thằn lằn, kế hoạch hậu chiến, Mỹ đã đặt ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, còn được gọi là thay màu da xác chết. Thực chất là để chuẩn bị rút quân. Đó là tác dụng lớn nhất của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Tác dụng thứ hai của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân là buộc Mỹ chấp nhận xuống thang chiến tranh, tạm thời chấm dứt ném bom ở miền Bắc cũng như ở các khu vực giáp giới tuyến. Tác dụng thứ ba là làm thay đổi một cách tương đối cơ bản cục diện chiến trường khi mà ta tư thế phòng thủ, chủ yếu đối phó với các cuộc càn quét của quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn vào vùng giải phóng hoặc căn cứ của Trung ương Cục Quân ủy miền đã chuyển sang thế tấn công. Quân giải phóng khi đó đã có thể tấn công các mục tiêu chiến lược của chính quyền Sài Gòn vào bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ khu vực nào ở miền Nam. Đấy là đánh giá chiến lược về kết quả giành được sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của ông Ba. Tuy nhiên ông Ba cũng băn khoăn, có cảm giác thông tin của mình không được sử dụng kịp thời để giảm bớt tổn thất cho quân giải phóng. Hồ sơ của tổ chức sau này ghi như sau: tháng 5 năm 1968, ta tiếp tục mở đợt 2 tổng công kích, 8 Hà về đầu hàng. Đồng chí Quốc được lệnh bám sát Tám Hà, phát hiện thái độ và lời khai báo của nó. Đồng chí Quốc không thực hiện được sau 3 lần đi tìm hiểu nơi khai thác và giam nó, nhưng cả Mỹ và bọn an ninh quân đội ngụy đều giữ kín. Tám Hà, chính ủy sư đoàn 5 quân giải phóng miền Nam Việt Nam, là cán bộ cao cấp nhất của ta lúc đó, đầu hàng và làm cho địch. Ngay khi biết được cấp bậc, chức vụ của Tám Hà thì CIA đã bốc Tám Hà đi biệt tích và khai thác hắn ở nước ngoài. Ngay lập tức, Hà Nội điện vào giao cho ông truy lùng tung tích Tám Hà. Ông Ba không biết hắn ở đâu và không thể biết được Tám Hà khai những gì. Ngay cả chính quyền Sài Gòn cũng không biết. Nhưng ông có một số bạn bè làm trong cơ quan an ninh của Mỹ nên ông xác định Mỹ đánh giá rất cao Tám Hà. Bởi toàn bộ kế hoạch của Việt Cộng sắp tới, tức là đợt 2, Mỹ đã nắm được hết. Ông Ba hiểu là Tám Hà đã khai hết tất cả những gì hắn biết, tức là toàn bộ kế hoạch tác chiến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân hắn đã biết và khai báo cho địch ngay từ đầu đợt 1 rồi. Vì thế ông Ba điện ra Hà Nội thông báo là toàn bộ kế hoạch đợt 2 của ta Mỹ đã nắm được hết, và ông nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta điều chỉnh kế hoạch hoặc giả là phải thay đổi cách đánh. Vì ông Ba là tình báo trong lòng địch nên ông không được phép biết kế hoạch đợt 2, nhưng ông được giao nhiệm vụ
thực hiện trinh sát binh yếu địa chí, các cơ quan trọng yếu của địch ở Sài Gòn, nghiên cứu mục tiêu tiêu diệt các lãnh đạo của phủ đặc ủy, các nhân vật chủ chốt của chính quyền Sài Gòn. Thậm chí ông còn được giao nhiệm vụ cụ thể là ám sát hai tên Nguyễn Văn Dầu, Nguyễn Khắc Bình, đặc ủy trưởng phủ đặc ủy và một số nhân vật khác. Hồi tưởng lại giai đoạn này, ông Ba viết như sau: bây giờ mới dẫn đến tổng công kích Mậu Thân năm 1968. Lúc bây giờ anh Bảy Anh ở nhà tôi giao nhiệm vụ cho tôi phải ám sát ba thằng chỉ huy của đặc ủy trung ương tình báo khi mà quân đội ta vào Sài Gòn. Chuẩn bị đâu ra đó, nhưng đến lúc mà tôi chuẩn bị làm nhiệm vụ đó thì quân ta không vào được. Như vậy, ba ngày hôm sau nó đẩy quân ta ra xa thành phố. Phải nhận kế hoạch ám sát ba thằng chỉ huy, tất nhiên phía sau có anh Bảy Anh trợ giúp. Lúc đó ta chuẩn bị chắc ăn lắm chứ, chắc ăn 100%. Cuối cùng không vào được vì kế hoạch tổng công kích Mậu Thân của mình bị lộ sớm quá. Hồi ấy khi kể đến chuyện này, ông bảo với tôi: một cơ cán đi sâu như tôi mà dùng vào việc ám sát coi như là hết chuyện, tức là năm ăn năm thua. Ta dự kiến tình thế chỉ có thắng thôi, nếu không thì... Ông tự biết mình là người rất hiếm hoi, nằm sâu trong lòng địch mà lại dùng để thực hiện nhiệm vụ ám sát, tức là kết cục chỉ có đi đến toàn thắng hoặc là sẽ đổ vỡ. Cũng may đợt 2 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân kết thúc sớm và ông không bị nhắc nhở gì thêm, nên không phải thực hiện nhiệm vụ ngàn cân treo sợi tóc ấy. Ông bảo: tôi mà thực hiện nhiệm vụ ấy thì đã hy sinh rồi, vì tôi sẽ không để bị bắt, chắc chắn là hy sinh, không thể vượt qua được. Mà nhiệm vụ được giao thì đương nhiên phải hoàn thành. Chính vì vậy, về mặt chiến thuật, ông cho rằng ta chưa hoàn toàn đạt được các mục tiêu mong muốn. Đặc biệt là từ đợt 2, theo phân tích của ông, phía ta có tổn thất về lực lượng. Ngoài lực lượng quân sự của quân giải phóng bị hy sinh, ông muốn nói đến toàn bộ lực lượng ngầm, cơ sở cách mạng của ta trong lòng địch hậu lúc ấy bộc lộ và tổn thất nặng nề. Thời điểm đó ai cũng nghĩ như giải phóng đến nơi, có những cơ sở cách mạng còn đeo cả băng đỏ trên tay để chiến đấu. May mà các lực lượng tình báo, các cơ cán đi sâu chưa bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mang tính chất hành động nên còn giữ được, nếu không cũng đã trôi sạch rồi. Lý do mà ông Ba cho là một số mục tiêu về mặt chiến thuật chưa thực hiện được là từ chuyện Tám Hà đầu hàng. Nhưng sau khi báo ra, ông Ba không thấy điều chỉnh kế hoạch mà diễn tiến vẫn đúng như những gì mình biết. Hơn nữa không phải ngày nào cũng báo tin ra được, trong bối cảnh liên lạc vừa cách bức vừa có thời hạn. Cho nên khi ông thấy những gì diễn ra ở đợt 2 đều đúng với những gì tụi Mỹ nói với ông về những bước đi của quân giải phóng, mà Tám Hà khai cũng đúng như những gì Mỹ và chính quyền Sài Gòn dự báo và chuẩn bị đối phó, nên ông chỉ biết sốt ruột, càng thêm sốt ruột. Chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào và chiến dịch phòng ngự Quảng Trị. Về chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào, chính quyền Sài Gòn gọi là cuộc hành quân Lam Sơn 719, với mục tiêu của địch là phá vỡ hệ thống hậu cần của ta tại Lào và cắt đứt đường Hồ Chí Minh để ngăn ta tiếp tế cho miền Nam. Ông Ba nhận định đây là chiến dịch đầu tiên trong lịch sử mà quân ta thực hiện chiến thuật đánh mới, kiểu chiến tranh hiện đại, tác chiến quy ước của bộ binh có hỗ trợ của xe tăng và pháo binh để tấn công, để phản công. Ông Ba nhìn nhận chiến dịch này từ góc độ thông tin của địch mà ông thu thập được. Ông cho đây mới là một chiến dịch thắng lớn của ta, vì là lần đầu tiên toàn bộ lực lượng quân sự của chính quyền Sài Gòn tham chiến, có yểm trợ của không quân, hải quân Mỹ. Đây là mô hình thử nghiệm cho việc Mỹ sẽ rút quân. Trong chiến dịch này, quân số của ta khoảng 60.000 quân, tương đương 5 sư đoàn, địch khoảng 40.000 quân của chính quyền Sài Gòn và 15.000 quân Mỹ. Mục tiêu của địch trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 là phá hủy hậu cần của ta, cho nên ta thành công ở góc độ bảo vệ được tuyến tiếp tế hậu cần,
chứ không phải là mở rộng vùng giải phóng. Ông Ba cho rằng đây là một trận thử sức, một chiến dịch mang tính chiến lược đầu tiên để chuẩn bị cho việc Mỹ rút quân và thí điểm một mô hình chiến tranh mới là Việt Nam hóa chiến tranh. Với lực lượng quân sự của chính quyền Sài Gòn, trang bị vũ khí Mỹ, được sự yểm trợ hỏa lực trực tiếp từ không quân và hải quân Mỹ. Còn về chiến dịch phòng ngự Quảng Trị, địch có kế hoạch chiếm lại Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7 năm 1972 để mắc cả tại hội nghị Paris, nhưng đã không thực hiện được, đến ngày 16 tháng 9 mới chiếm được. Chúng lập kế hoạch chiếm thành cổ Quảng Trị trong vòng 2 tuần, nhưng ta giữ thành cổ trong gần 3 tháng. Đến tháng 9 năm 1972 tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger chấp nhận phương án ngừng bắn, rút quân Mỹ và ta bắt đầu rút quân khỏi thành cổ sau 81 ngày đêm. Ông Ba cho rằng việc quân ta cầm cự được trước sự phản công của một lực lượng địch rất lớn lúc bấy giờ ở khu vực Quảng Trị là điều mà ông không nghĩ đến. Ông nghĩ rằng đáng lẽ quân ta phải rút sớm hơn. Vì sao như vậy? Theo ông Ba, nếu như chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào ta đông hơn địch về quân số, thì ở chiến dịch phòng ngự Quảng Trị ta ít hơn cả về quân số lẫn vũ khí. Địch cũng áp đảo về hỏa lực nhờ sự yểm trợ trực tiếp của không quân và hải quân Mỹ. Trong chiến dịch này, so sánh quân số hai bên thì quân của chính quyền Sài Gòn đông hơn nhiều, với khoảng 40.000 quân và vượt trội về uy lực vũ khí. Khi tác chiến đồng bằng, địa hình trống trải lại có điều kiện tự do cho oanh kích của không quân và hải quân Mỹ, thì đó là những ưu thế 9 phần 10 quyết định thành bại. Khoảng 80% thương vong của quân ta là do không kích và pháo kích của địch, chỉ một phần nhỏ là do đọ sức với bộ binh. Đấy là Mỹ nói như vậy, ông Ba bảo, và đấy cũng là những gì mà ông báo cáo ra ngoài. Ông Ba nói, quan trọng là với sự kiện này, Mỹ buộc phải quyết định rút quân. Cậu có biết rằng, hồi đấy tôi không chỉ biết Quảng Trị rất ác liệt, mà còn biết dư âm của Quảng Trị vào tới Sài Gòn nó khủng khiếp như thế nào. Rồi ông kể, mỗi ngày số quân ta hy sinh bao nhiêu thì địch không nói, nhưng quân địch chết thì chúng đưa xác về Sài Gòn làm ma chay rất lớn, tôn vinh công lao của lính. Và để bù vào số quân bị hao tổn, chính quyền Sài Gòn bắt đầu bắt lính đến đối tượng là sinh viên. Mà bắt lính đến sinh viên thì cũng gọi là cùng đường. Rồi các lực lượng quân sự, hậu cần của chính quyền Sài Gòn hầu như dồn hết ra mặt trận Quảng Trị, tạo ra một tác dụng ngược là sự bất ổn trong tình hình chính trị, xã hội của Sài Gòn. Đó là thông tin được rỉ tai nhau. Quân đội Sài Gòn không thể thắng được Việt Cộng. Đến thời điểm ấy, cơ bản Mỹ đã rút một nửa quân số rồi. Như vậy có nghĩa việc Mỹ rút quân không phải do Hiệp định Paris, mà bản thân Mỹ sau một loạt chiến dịch giai đoạn 1971-1972 đã buộc họ phải chuẩn bị rút. Và chúng đã đẩy chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh lên một nấc thang mới. Theo ông Ba, làn sóng di tản đầu tiên rời khỏi miền Nam là sau năm 1972, chứ không phải tới năm 1975. Một người có mối quan hệ gần gũi với ông Ba là bà Mai cũng di tản vào giai đoạn ấy. Lời nói cuối cùng của bà ấy nói với ông Ba là không thể thắng được Cộng sản. Cho nên ông Ba nhận định chiến dịch phòng ngự Quảng Trị là thắng lợi về chính trị, và nó tác động trực tiếp ở chỗ trước đây khi Mỹ đổ quân vào thì thương vong của lính Sài Gòn thì ít, lính Mỹ lại nhiều, bởi quân ta lúc bấy giờ cứ nhằm Mỹ mà đánh. Nhưng đến năm 1972 thì quân đội Sài Gòn dính đòn trực tiếp, giao tranh ở Quảng Trị hầu như không có lục quân Mỹ tham gia. Nó tạo một rung chấn khủng khiếp trong chế độ Sài Gòn. Đánh giá về chiến dịch phòng ngự Quảng Trị, ông Ba Quốc đã viết như sau. Đến năm 1971, tôi báo cáo chính sách Việt Nam hóa chiến tranh coi như đã thất bại, và ngụy quân có yểm trợ tối đa của quân Mỹ
chưa chắc đã đứng vững được, chưa nói là mở thêm mặt trận ở Campuchia. Cho nên tình hình lúc này nó bi đát như thế. Đến năm 1972 là năm có nhiều biến cố quan trọng nhất, năm mà ta đã làm tiêu tan mọi hy vọng của Mỹ về chiến tranh. Vì năm 1971 ta đã đánh rã lực lượng của Ngụy, năm 1972 ta đánh vào một cái điểm trúng nhất của nó. Cho nên năm 1972 đặt Mỹ vào một cái tình thế anh không ký hiệp định không được. Mỹ Ngụy trở nên bi đát. Đến năm 1973 thì Mỹ phải ký hiệp định Paris. Tình hình cứ thế tiếp diễn và đi đến chỗ chín muồi. Hai bên đã ký tắt hiệp định. Có thể nói bầu không khí chờ đợi hòa bình tràn ngập Sài Gòn lúc bấy giờ. B-52 ném bom Hà Nội. Thời điểm năm 1972, vấn đề đặt ra là bao giờ đi đến hòa bình và mô hình sau hiệp định là gì. Nhưng với ngành tình báo ta, trong đó có ông Ba Quốc, thì có một câu hỏi quan trọng và cấp bách hơn nhiều. Trước khi ký hiệp định Paris, Mỹ và chính quyền Sài Gòn định làm gì? Lúc ấy ông Ba có 3 nguồn tin. Đầu tiên là một sĩ quan người Mỹ, trung tá O'Neill mà ông quen. Hắn bảo Mỹ không bao giờ chịu thua. Mặc dù đã ký tắt hiệp định, Mỹ cũng sẽ không chấp nhận ký hiệp định nếu chưa dùng đến món cuối cùng là một cuộc tập kích chiến lược với toàn lực của không quân để hạ gục tinh thần của Hà Nội, nhằm đạt được phương án thỏa hiệp bất lợi cho Hà Nội, có lợi cho Mỹ và Sài Gòn. Cũng theo viên sĩ quan này, vấn đề đó Mỹ đã hoàn toàn thống nhất với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Theo lời tay này thì con ngáo ộp cuối cùng mà Mỹ dùng là B-52, chứ Mỹ không dùng vũ khí hạt nhân với Hà Nội. Vì nếu dùng hạt nhân có nghĩa là cả miền Bắc và miền Nam đều bị hủy diệt. Nên hắn khẳng định đòn cuối cùng Mỹ dùng là B-52 nhằm vào Hà Nội để hạ gục tinh thần chiến đấu trực tiếp. Hy vọng khi ký kết thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ phải chấp nhận những điều khoản bất lợi, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho chính quyền Sài Gòn khi thực hiện hiệp định trong tương lai. Như vậy sẽ có một cú cực mạnh gây sốc đánh vào trung tâm Hà Nội bằng B-52 để chuẩn bị cho hiệp định. Không bao giờ Mỹ chịu ký hiệp định nếu chưa đạt được điều đó. Đó là nguồn tin thứ nhất từ phía Mỹ. Nguồn tin thứ hai là từ phủ đặc ủy. Ở đó có một viên đại úy người Công giáo gốc quê Hà Nội. Một hôm ngồi uống rượu với ông bà, tự dưng hắn rưng rưng nước mắt. Anh chị tôi vẫn ở ngoài Hà Nội, thương anh chị tôi quá. Sao vậy? Anh chị tôi làm bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai. Vài ngày nữa thôi, Hà Nội sẽ chịu một đợt oanh kích rất mạnh của Mỹ. Lập tức ông bà hiểu ra vấn đề. Bệnh viện Bạch Mai sẽ là một mục tiêu quan trọng khi B-52 ném bom hủy diệt Hà Nội. Chủ tâm của Mỹ là muốn ném bom nhằm phá hoại tuyến vận tải đường sắt Bắc Nam, đoạn dọc theo trục Hàng Cỏ, Khâm Thiên, để chặn đường tiếp tế của ta vào Nam và Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân ở sân bay quân sự Bạch Mai. Các khu vực dân cư xung quanh, trong đó có bệnh viện Bạch Mai, rất dễ bị liên lụy do bom B-52 có độ tản mát trên dưới 1 km. Tên đại úy nắm được tin, nhưng hắn không có cách nào báo cho gia đình rời khỏi Hà Nội. Vì hồi đó trong hình dung của các sĩ quan quân đội Sài Gòn, kể cả chính ông bà, cũng nghĩ B-52 rải thảm đến đâu là chết sạch đến đó, không còn ngọn cỏ nào sống được, không còn người nào có thể tồn tại. Nên bức điện thứ hai của ông bà báo ra Hà Nội là B-52 sẽ đánh vào nhiều địa điểm ở Hà Nội, nhưng trong đó trọng điểm là khu vực sân bay Bạch Mai và đường sắt từ ga Hàng Cỏ. Nguồn tin thứ ba, ông nhận định chiến dịch Liner Baker 2 thể hiện sự thống nhất cao độ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đồng thời cũng là điều kiện của Thiệu buộc Mỹ phải làm trước khi đặt bút ký vào bản hiệp định Paris. Về mặt chính trị, đây gần như là một điều kiện thúc ép của chính quyền Sài Gòn
Mỹ có làm thế này thì chính quyền Sài Gòn mới chịu ký vào hiệp định, mới tha cho Mỹ rút khỏi vũng lầy ở Việt Nam. Nhưng nếu chiến dịch thất bại thì đó cũng chính là lúc Mỹ buông Sài Gòn. Đó là những thông tin ông bà báo ra về chiến dịch tập kích đường không chiến lược Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá Hà Nội. Ông nói với tôi, đóng góp của ông không lớn đối với các sự kiện lịch sử Tết Mậu Thân, đường 9 Nam Lào, Quảng Trị hay chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội cuối năm 1972. Nhưng sau này nhìn lại cả quá trình thì tôi hiểu đó là những tin có giá trị lớn cho ta cả về mặt chiến lược, cả về mặt tác chiến. Tôi không biết quân ủy trung ương và bộ quốc phòng của ta khi đó đã xử lý những tin tức ấy như thế nào, nhưng diễn biến của các chiến dịch liên quan đều đúng với logic mà ông bà đã hình dung. Kết cục của các chiến dịch nêu trên đều đã đem lại thắng lợi từng bước vô cùng có giá trị về mặt chính trị để đi đến Hiệp định Paris với mục tiêu đẩy Mỹ ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Bây giờ ông ba nói như thế vì ông suy nghĩ thực lòng. Ông bảo muốn cung cấp tin để chuẩn bị một chiến dịch thì phải báo cáo thật đầy đủ kế hoạch của Mỹ như thế nào, của chính quyền Sài Gòn như thế nào, bao giờ nó đánh, lực lượng nó ra sao. Ông cho rằng như thế mới là giúp ích cho các chiến dịch này. Nhưng bây giờ suy ngẫm thì thấy những thông tin có tầm chiến lược như ông kể mới có thể giúp lãnh đạo cấp cao đi đến quyết định chúng ta sẽ làm gì, sử dụng lực lượng như thế nào, kể cả phần thắng lợi, kể cả phần tổn thất, để hạ quyết tâm và giành chiến thắng trong từng chiến dịch, dẫn đến thắng lợi toàn cục mang tầm chiến lược của cuộc chiến tranh giải phóng. Những câu chuyện trong hậu địch. Giai đoạn hoạt động trong lòng địch trước năm 1974, ông ba có điều kiện tiếp xúc với đủ các loại tình báo. Vì ông làm việc tại phủ đặc ủy trung ương tình báo Sài Gòn nên ít nhiều có sự cộng tác với CIA trong một số điệp vụ, gặp gỡ tình báo Israel, tình báo Anh trong các chiến dịch thằn lằn Tây Nguyên và một số cơ quan tình báo khác. Trong quá trình làm việc, ông đã phát hiện nhiều hoạt động tình báo của nước ngoài ở Sài Gòn. Tôi từng hỏi ông, vậy có bao giờ chú phát hiện ra hoạt động của tình báo ta ở Sài Gòn không? Có, nhưng đều là những chuyện trớ trêu. Chuyện đồng chí đồng đội bị địch bắt. Điều khiến ông canh cánh trong lòng chính là chứng kiến các đồng chí đồng đội của mình bị bắt. Ông kể cho tôi nghe những trớ trêu đó liên quan đến những đồng đội của mình trong lòng địch. Khi mới vào Nam, tổ trưởng điệp báo đầu tiên của ông ba là ông Văn Tùng. Thời điểm chân ướt chân ráo, ông ba đặt hết niềm tin vào người tổ trưởng của mình. Tất cả các đầu mối liên lạc vào ra với trung ương của ông chỉ qua một đầu mối đó. Tuy nhiên, đúng lúc ông ba đang trong quá trình lần mò chui vào hàng ngũ địch thì nghe tin ông Văn Tùng bị địch bắn chết. Đó là vào giữa năm 1955. Buồn, hoang mang, vô định. Vì thế ông ba đã làm một việc vi phạm nguyên tắc, đó là đến nghĩa trang Phú Thọ thắp nén nhang viếng ông Văn Tùng. Về việc này, hồ sơ của tổ chức ghi như sau: đồng chí Quốc tới quan sát khu vực nhà ở của đồng chí Văn Tùng, xóm Chuồng Bò, thăm nơi chôn cất đồng chí, nghĩa trang Phú Thọ, không phát hiện vấn đề gì, chứng tỏ có bố trí theo dõi hay nghi hoặc, đồng chí tạm yên tâm. Bởi vì thời điểm chân ướt chân ráo ấy, ông phải độc lập sống trong lòng địch, không còn niềm tin nào khác ngoài việc bấu víu vào hai nhân tố: một là lòng tin vào Đảng, vào Bác Hồ, và hai là niềm tin vào tổ trưởng điệp báo, người kết nối với bên ngoài để ông tiếp tục hoạt động. Sau đó là khoảng thời gian rơi vào cảm giác hẫng hụt ghê gớm. Một thời gian sau, ông móc nối lại được với tổ chức. Người thứ hai làm tổ trưởng của ông ba là ông Ba Hội. Ông ba toàn tâm toàn ý thực hiện mọi nhiệm vụ và luôn thành công với những chỉ dẫn của ông Ba Hội. Nhưng cũng chỉ sau một thời gian, khi công việc vẫn còn khó khăn, ông chưa chui vào được lòng địch thì ông Ba Hội bị bắt.
theo hồ sơ của tổ chức. Vào tháng 5 năm 1958, đồng chí Ba Hội bị bắt. Đồng chí Quốc cũng không biết bị bắt vì cơ quan nào của địch. Hộp thơ số 30 đường Gia Long, ông Tài Tuy không sử dụng cho đồng chí Quốc nữa để cắt sự dính chùm. Lại một lần nữa, ông Ba đứt liên lạc với tổ chức. Lần này ông cũng không biết phải xử lý thế nào. Lần thứ hai bị đứt gãy để lại cho ông sự trống trải, lo lắng, bất an. Nhưng ông vẫn nhủ lòng giữ quyết tâm, kiên trì tìm cách kết nối với tổ chức. Trong bối cảnh tâm tư rối bời ấy, ông Ba Quốc tìm đến địa chỉ liên lạc với ông Ba Hội. Ông kể lại: "Tôi đến địa chỉ liên lạc, đó là một hàng dây để tìm cách hỏi xem ông Ba Hội có dặn gì tôi không. Thứ hai là làm cách gì có thể cứu ông Ba Hội. Nhưng khi gặp ông hàng dây, ông ấy hiểu sai ý tôi. Ông ấy bảo: anh cứ về đi, tôi không khai gì về anh. Ông Ba Hội cũng không khai gì về anh đâu." Tâm ý bị hiểu sai, ông Ba thất vọng đi về. Mãi đến sau này ông vẫn bứt rứt vì điều ấy. Phải đến mấy năm sau, ông Ba Hội mới được ta giải thoát. Giai đoạn này cũng được ghi lại trong hồ sơ như sau: tháng 5 năm 1964, đồng chí Ba Hội được ra tù. Căn nhà cũ của đồng chí Quốc đã thay đổi, đồng chí về khu vực cầu Kiệu. Lần mò tới tháng 7 năm 1964, đồng chí Hội mới tìm thấy chỗ ở của đồng chí Quốc. Từ tháng 7 năm 1964 đến tháng 12 năm 1967, từ khi bắt lại được liên lạc với đồng chí Ba Hội, phục vụ cho phòng tình báo Nam Bộ, phòng 22. Như vậy, lần thứ 3 ông Ba lại liên lạc được với tổ chức. Nhưng lần này thì khác. Đó là năm 1964, khi ông đã có vị trí trong phủ đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn, nên tổ chức đổi phương thức chỉ đạo với ông. Đó là không sử dụng tổ trưởng nữa, mà chỉ sử dụng giao thông viên. Trong tình báo gọi là chỉ đạo cách bức, tức là không có người chỉ đạo trực tiếp, chỉ giao nhiệm vụ và báo cáo tin tức thông qua những lá thư ngụy trang hoặc những bức điện mật. Có thể hình dung công tác chỉ đạo điệp viên gồm chỉ đạo thu thập tin tức, giao thông liên lạc, nghiên cứu tin, làm công tác chính sách, công tác đảng, công tác chính trị, lo bảo đảm hậu cần. Những việc ấy thường phải có con người cụ thể là tổ trưởng hoặc cả bộ máy để hỗ trợ cho một điệp viên. Nhưng lúc này với ông Ba thì hoàn toàn không còn. Chỉ có duy nhất chỉ thị bằng thư mật, và những gì ông gửi ra ngoài cũng bằng đường thư mật qua giao thông viên, còn lại do ông tự lo liệu. Nói về những thành viên trong lưới của ông Ba, ngoài ông được phong anh hùng thì những giao thông viên của ông như bà Tư Trầu, ông Hai Thương tức Nguyễn Văn Thương cũng được phong anh hùng. Hai người ấy cùng bà Bảy Anh, giao thông nội đô, chỉ phục vụ cho công việc của một mình ông Ba. Về những người làm giao thông của ông Ba, tôi còn nhớ câu chuyện của bà Bảy Anh, một người phụ nữ miền Nam tuyệt vời. Bà làm giao thông nội đô cho ông Ba, chuyển tài liệu cho ông Hai Thương. Đến mãi sau này, thỉnh thoảng ông Ba vẫn thăm lại bà. Còn ông Hai Thương nhắc đến là ông Ba nói: "Ông trung kiên lắm, không phải người nào cũng được như thế đâu." Đợt ông Hai Thương bị bắt là đang mang tài liệu của ông Ba và một số người khác chuyển ra ngoài. Lúc bấy giờ ông ấy đang ở dưới ruộng nên nhanh trí nhấn luôn tài liệu xuống bùn. Ông Ba kể giọng rất xúc động: "Người của mình bị bắt, chúng nó đưa về khai thác. Cậu không thể tưởng tượng nó tra tấn rất dã man. Chúng treo chân, dốc đầu, quăng độ 2 tiếng thì máu dồn xuống hết đầu. Chúng dùng que nứa nhỏ quật bóp một cái, người dễ nảy lên như bị điện giật. Hoặc chúng trói chặt để đầu không nhúc nhích gì được, rồi để thùng nước trên cao, lâu lâu rỏ xuống một giọt. Chỉ một giọt nước thôi mà như giáng một búa thật mạnh vào đầu, bức bối vô cùng. Địch nó tra tấn thì thôi hết chỗ nói. Những cảnh đó tạo cho tôi sự căm thù tột độ. Nói gì thì nói, lâm đến cảnh đó mới biết anh là ai."
Khi ông Ba Hội bị bắt, bị giam mấy năm, ông không khai gì về ông Ba Quốc. Sau này ông Ba Hội được tổ chức thu xếp cho ra tù, lại tiếp tục làm việc cùng ông Ba. Có lần ông Ba Hội còn đến khu cư xá Tân Định thăm ông Ba và gia đình. Các con ông Ba gọi ông Ba Hội là Bác Hải. Còn ông Ba sau này cũng ra Bắc thăm ông Ba Hội. Có lần ông còn dành dụng được 200.000 đồng để đưa cho hai vợ chồng người thủ trưởng cũ, vì họ nghèo lắm. Hai vợ chồng ông Ba Hội bị bệnh, tuổi già, lẫn và yếu lắm, nên ông nói ông nghe, bà nói bà nghe. Khi ông Ba Quốc gặp cả hai ông bà đều cười hơ hơ hơ, hồn nhiên như trẻ thơ. Mãi đến lúc hỏi: "Có nhớ bà Quốc không?" Lúc đó ông Ba Hội mới reo lên: "Ba Quốc à, đều mẹ!" Rồi ôm lấy ông bà, cười thật to. Ông bà luôn nói với tôi là người như ông Ba Hội rất kiên cường. Những người như thế quý vô cùng mà ít ai biết đến. Họ đúng là những người chiến sĩ đích thực, những anh hùng thầm lặng. Tôi được nhiều lần theo ông Ba đến thăm ông Ba Hội, người tổ trưởng điệp báo nổi danh thuở nào, giờ là một cán bộ trung cấp sống vô cùng giản dị tại một căn phòng rất nhỏ trong khu tập thể trên phố Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội. Ông ấy thật thà, tiếng cười đi trước tiếng nói. Ở ông toát lên sự lạc quan, một sự bao dung, một sự hài lòng với cuộc sống. Còn ông Ba Quốc, mặc dù là thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là chỉ huy cao cấp của ngành tình báo, vậy mà mỗi lần gặp ông Ba Hội như gặp người thủ trưởng cũ, người anh đầy kính trọng. Và ông Ba Quốc rất lắng nghe lời ông Ba Hội. Qua những lần gặp ông Ba Hội, tôi mới hiểu vì sao ông Ba Quốc ở lâu như thế trong lòng địch mà vẫn an tâm, dù không có sự hỗ trợ trực tiếp của tổ chức hay của con người. Đó hoàn toàn chỉ nhờ lòng tin vào đạo đức, vào đồng chí đồng đội. Vì sao? Vì địch bắt và tra tấn ông Ba Hội gần chết mà nhất định ông ấy không khai ra ông Ba Quốc. Ông Ba Quốc bảo: "Tôi sống là nhờ ông Ba Hội cậu ạ." Đó là một người đồng đội, một người có dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Ba Quốc. Ngoài những câu chuyện tình sâu nghĩa nặng với ông Ba Hội, ông Ba cũng nói với tôi về ông Mười Hương, đồng chí Trần Quốc Hương, sau này là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, người mà ông Ba Quốc chưa gặp trước đó, nhưng được đọc tài liệu và tìm hiểu về ông, về toàn bộ lưới tình báo miền Nam khi ông Mười Hương bị bắt. Ông Ba nói với tôi: "Vào lòng địch nói không khai là không đúng đâu. Vấn đề là khai đúng hay khai sai thôi. Có đánh lừa được địch không, chứ không ai có thể im mãi được." Ông phân tích, ở trong lòng địch khi bị bắt có hai khái niệm là khai và nhận. Đầu tiên là nhận hay không cái đã. Ông là ai? Tên gì? Ở đâu? Ông có phải tình báo Việt Cộng không? Ông có hoạt động như thế không? Ông có nhận không? Đó là nhận. Thứ hai là khai. Khai về tổ chức, khai về hoạt động, khai về tin tức. Nói là không khai gì, không nhận gì là không đúng, mà chỉ có điều kiện là nhận đúng hay nhận sai, khai thật hay khai dối mà thôi. Ví dụ hỏi: "Ông có phải là ông A?" Thì bảo: "Tôi là B." "Ông làm việc này?" "Không, tôi làm việc khác." Đấy là nhận. Còn khai thì hỏi: "Ông hoạt động như nào?" Trả lời: "Tôi không hoạt động như này, như thế kia." Ông Mười Hương cứng lắm cậu à. Ông ấy nhận hết, nhưng mà khai thì không. Địch hỏi: "Ông có phải là Mười Hương không?" Ông bảo: "Phải." "Ông có phải chỉ huy lưới tình báo của Bắc Việt ở miền Nam không?" Bảo: "Phải." "Thế bây giờ ông khai đi." Ông bảo: "Không, khai thì tôi không." Theo ông Ba, ông Mười Hương là người duy nhất nhận. Ông ấy nhận hết. Ông biết là không thể không nhận, nhưng không khai. Ông Ba bảo ông Mười Hương là người tuy ông chưa gặp khi ở trong hậu địch, nhưng ông luôn coi
đó là người thầy của mình. Tấm gương của ông Mười Hương làm cho ông Ba thấy có những người mà ông tuy chưa gặp nhưng vẫn khâm phục họ, những cán bộ cách mạng, người lãnh đạo chỉ huy kiên cường. Ông Mười Hương biết rõ về ông Ba, ông mà khai thì ông Ba cũng chết. Nhưng ông không khai, nên khi biết ông Mười Hương bị bắt, ông Ba vẫn yên tâm, tin tưởng để tiếp tục hoạt động. Ngoài ông Mười Hương, một người nữa mà ông Ba tôn là thầy, đó là ông Tạo Quệ, tức Tạo Doãn, người đầu tiên đưa ông vào hoạt động ngành công an năm 1946. Trong trí nhớ của ông Ba, hình ảnh ông Tạo Doãn là người có nước da ngăm đen, mặt vuông, hơi rỗ, rất độ lượng, thương yêu cán bộ và cũng rất thông minh, mưu trí, kiên cường khi chạm trán với địch. Ông Tạo Doãn được mệnh danh là vua vượt ngục. Ông Ba bảo: "Ông này hay lắm cậu ạ. Tôi không hiểu vì sao Pháp nó giam ở đâu ông ấy cũng vượt ngục được, kể cả Hòa Lo, nhà đầy buôn ma thuật, ông ấy vượt được hết." Đó là nói về ba người chỉ huy, ba thủ trưởng của ông Ba Quốc. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.